Em xin chào cả nhà mình đã đến với tiệm máy trồng sen nha. Ngày hôm nay em đã có tiễn gì cho cả nhà mình? Hai con máy cỏ của hãng Kawasaki. Đó, Kawasaki ha. Đây, Kawasaki. Đó, về tên máy thì một em là Kawasaki TJ27 ha. Đó, 27cc nòng 34 ly. Đó, tum rời ha. Bình chế vú lớn, le tự động, le đỏ ha, trên này. Đó. Một con là Kawasaki. Đó. TH26 nòng cũng 34 ly 26cc cũng tùm rời ha. Đó. Về trường hợp của hai con máy này được bên em tuyển lựa nha cả nhà. Đây, mấy nhà xem con TH26 này trước ha. Đó, máy thì rất là liền cả nhà, nhìn dàn áo nè, nhà thấy không? Từ này qua này rất là liền với nhau, cả nhà có thấy ha. Tất nhiên là bên em lựa máy là phải kỹ cái phần này ha, lựa với là dọn máy ha, từ trên này đi xuống ha, chụp bugi các thứ, nhìn cả nhà thấy không? Rất là liền phần con máy ha. Dây giật thì rất là mới. Đây. Đó. Dòng này thì em xin nhắc lại nó là Kawasaki TH26. Nó 26cc 34 ly. Và con này là được em tuyển lựa và dọn lên rồi, dọn rất là sạch sẽ cho cả nhà. Gần như là một con máy mới hoàn toàn ha. Nhìn thấy xem. À, giờ đời này là đời bô ấm nha. Đó. Nó có ký hiệu là LT bô ấm ha. Là bô nó sẽ không nổ phình đâu ha. Nó sẽ nổ như máy 4 thì vậy đó ha. Rất là ấm con máy. Đây. Kawasaki TH26 ha. Đời tum rời. Đó, tum rời này để cho các bác mà sử dụng, chú các bác gì mình có bình xịt á, mình lắp đầu á, qua được. Đó. Còn các bác thì chuyên dụng phát cỏ không thì tum rời tum liền nó không có cần thiết lắm. Rồi. Đây. Công tắc dưới này ha. Đó, tum. Cần. Đẹp chưa? Đó. Đây. Đó. Cần đầu bò ha, cỏ ao. Đó, cạn cỏ. Rất là đẹp. Em cần đây ha. Máy này được bên em tuyển lựa và lắp ráp nha. Nói chung là rất đẹp, không có gì phải bàn. Về giá cả em này đó. Thì em này thì có giá là 2.600.000. Em bao ship và phụ kiện sẽ có đầy đủ cho cả nhà ha. Vì vậy sai đó. Nãy nhà xem lại con máy nè. Rất liền ha đó. Rồi bây giờ em sẽ mời cả nhà nghe tiếng máy nổ. Con này thì nó sẽ không có trợ lực nha cả nhà. Cũng không có le tự động gì hết nha đó. Nói đúng không? Chạy như bốn thì đó, không có gai gắt. Xịt 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 xịt. Ga ti đó cả nhà, rất là ấm ha. Rồi em sẽ lên ga nha. Về cái mức độ phóng thì Kawasaki là vô đói ha. Tắt mình giật xuống, giật lên là chạy. Giật lại, tất nhiên rồi, nó rất là nhạy rồi. Rồi, em Kawasaki TH26, em này có giá là 2.600.000. Đó, máy được tuyển lựa và dọn rất là kỹ nha, rất là liền con máy, nhìn nè ha. Rồi, qua bên này. Bên này cũng là một em Kawasaki. Đó, em này thì em là Kawasaki TJ27 nha cả nhà, 27cc. Đó, con này thì các thứ nó là dạng như là nó nâng cấp hơn. Đó. 7cc nằm cũng 34 ly. Đó, trùm rồi. Con này thì đẹp ha. Nhìn là biết rồi. Đó. Dọn rất là kỹ nha cả nhà, nhìn dàn áo nè. Liền không? Liền từ chi tiết hết ha. Đó. À, con này vú xăng lớn nha. Le tự động trên này ha, nhấn vô. Kéo ra là tự động le nó sẽ nhảy ra ha. Đó. Cả nhà nhìn liền chưa? Đó. Con này thì đời này là bô nó sẽ không là bô ấm nha cả nhà, những lỗ bô nè. Chà bá ha, nhìn thằng này nè. Nhỏ tí ha, học con ta vừa không vừa. À. Đây, phần máy con này thì cũng là tum rời. Đó, nguyên bộ cần. Đẹp chưa? À. Tay ga kéo ha. Cái vấn đề tay ga này thì các bác thích tay ga nào thì cứ nói. Giờ muốn lên tay ga bóp thì em lên. Là muốn lên tay ga tròn ở dưới này cho nó gọn nhất có thể thì kêu em ha. Mọi thứ đó em làm được hết. Đây, em cần ha. Đồng bò nè. Đẹp chưa? À. Máy bên em bán là zin nguyên bản hết nha. Rồi bây giờ em sẽ mời các nhà nghe tiếng máy nổ ha. Con này thì có giật trợ lực nha. Nghe tiếng máy là khác liền nha. Con này giọng hơn, tại cái vô nó ra nó chắc hơn ha. Lốt ra trên này nha.
giật lại. Máy nhà thấy liền chưa, rất là liền ha, từ mí lắp ráp, nói chung bên em làm rất là kỹ, nhà yên tâm mấy vụ đó ha, máy liền, tiền là đẹp tới đâu biết phải liền mới được. Rồi em này thì có giá là 2,7 triệu Kawasaki TJ27 nha cả nhà, nhớ giùm em nha. Đó, cũng tum rồi hai con máy ngày hôm nay cho các chú các bác nào mình cần cái mức máy tum trời để sử dụng mình nhiều chuyện làm hơn ha. Đó, thì cứ liên hệ, một em 2,6 triệu, một em 2,7 triệu, hai con máy này là đều bao ship và phí vận chuyển ha, cũng như là phụ kiện kèm đầy đủ. Rồi các bác nào ưng chấm bụng có thể đến tại cửa hàng tiệm máy Trong Sang tại Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha, hoặc có thể liên hệ qua Zalo 0868769344, số đây của em có Zalo nha, hoặc có thể gọi điện trực tiếp. Rồi video đến đây đã kết thúc và xin chào nhà, hẹn nhà clip lần sau.